Tâm Linh không đùa được đâu. Ném tượng nhà sáng lập gà rán KFC xuống sân, đội bóng Nhật phải chịu thành tích kém hàng chục năm khi vận may của đội bóng tụt dốc không phanh. Masayuki Kakefu và Chikafusa Ikeda bị chấn thương nặng và giải nghệ. Mùa giải năm 1987, đội dừng chân với tỷ lệ thắng tệ nhất từ trước đến nay. Randy Bass cũng rời đội bóng vào giữa mùa giải năm 1988. Đội không giành bất cứ một lá cờ vô địch nào cho đến năm 2003. Phần lớn trong số đó, họ xếp ở vị trí gần hoặc cuối bảng. Năm 2009, khi thành phố Osaka đang nạo vét sông Dotonbori để xây dựng một cái cầu mới, phần thân của bức tượng đã được tìm thấy rồi trao trả lại cho KFC Nhật Bản. Thời điểm này thì nhà hàng KFC nơi từng sở hữu đại tá đã không còn hoạt động, nên ban quản lý quyết định để bức tượng tại KFC bên ngoài sân vận động Koshien tháng 11 năm 2023, đánh dấu việc Hanshin Tiger cuối cùng đã giành được chức vô địch cho Ben Seri sau chiến thắng 7-1 trước đối thủ Orange Buffalo 38 năm kể từ ngày đại tá bị ném xuống sông. Và đến tháng 3 năm 2024, bức tượng được đưa về đền Sumiyoshi Taisa nơi thực hiện nghi lễ thanh tẩy theo truyền thống dành cho búp bê.